Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Bây giờ ông Giuđa lại gần ông Giuse và nói: Thưa Ngài, xin xá lỗi, xin cho tôi tới Ngài được nói một lời thấu đến tai Ngài. Xin Ngài đừng trút cơn thịnh nộ xuống tôi tới Ngài. Quả thật, Ngài ngang hàng với Pharaô, Ngài đã hỏi các tôi tớ Ngài rằng: Các người còn cha hay anh em nào không? Chúng tôi đã thưa với Ngài: Chúng tôi có cha già và một đứa em út, sinh ra lúc người đã già. Thằng anh cùng mẹ với nó đã chết, chỉ còn lại mình nó nên người thương nó. Ngài đã bảo các tôi tớ Ngài: Các người đưa nó xuống cho ta, để ta nhìn thấy nó tận mắt. Nếu em út các người không cùng xuống với các người, thì các người sẽ không được gặp mặt ta nữa. Vậy khi chúng tôi về với tôi tớ Ngài, là cha của tôi, thì chúng tôi đã nói lại với người những lời của Ngài. Cha chúng tôi bảo: Hãy trở lại mua ít lương thực về. Chúng tôi trả lời: Chúng con không thể xuống đó được. Nếu có em út cùng đi với chúng con, thì chúng con mới xuống. Vì chúng con không thể gặp mặt ông ấy nếu em út không cùng đi với chúng con. Tôi tớ Ngài là cha của tôi nói với chúng tôi: Các con biết rằng vợ của cha đã sinh cho cha hai đứa. Một đứa đã lìa cha, và cha đã nói đúng là nó đã bị xé xác, và cho đến nay cha chẳng được nhìn lại nó. Nếu các con đem cả đứa này đi xa cha và nó gặp tai họa, thì các con sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải đau khổ mà xuống âm phủ. Ông Giuse không thể cầm lòng trước mặt tất cả những người đứng bên ông, nên ông kêu lên, bảo mọi người ra khỏi đây. Khi không còn người nào ở với ông Giuse mới tỏ cho anh em nhận ra mình. Ông òa lên khóc, và người Ai Cập nghe được, triều đình Pharaô cũng nghe thấy. Ông Giuse nói với anh em: Tôi là Giuse đây, cha tôi còn sống không? Nhưng anh em không thể trả lời. Thấy mình đối diện với ông, họ bàng hoàng. Ông Giuse nói với anh em: Hãy lại gần tôi. Họ lại gần. Ông nói: Tôi là Giuse, đứa em mà các anh đã bán sang Ai Cập. Nhưng bây giờ các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận, vì đã bán tôi sang đây chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. Chúa cho nạn đói hoành hành khắp xứ, làm cạn nguồn lương thực nuôi dân. Chúa đã phái một người đi trước họ, là Giuse kẻ bị bán làm tôi. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. Chân ông phải mang xiềng khổ sở, cổ đeo gông nặng nề, cho đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán, và ông được lời Chúa dạy oan. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. Nhà vua vì thù lành các dân thời đó, truyền tháo cởi gông xiềng và phóng thích ông, rồi đặt ông làm tề tướng triều đình, làm chủ mọi tài sản hoàng gia. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, triều đại Thiên Chúa đã đến gần,
Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đi rao giảng, nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Người xưa thường nói, hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại. Nghĩa là, khi người ta làm cho mình điều gì, thì mình cần phải đáp lại một cách tương xứng. Cuộc sống là thế, điều gì cũng cần có qua có lại thì mới toại lòng nhau. Thế nhưng, trong tin mừng hôm nay, lời dặn dò của Đức Giêsu dành cho các môn đệ trước lúc các ông đi rao giảng chứa đựng một điều vượt lên trên lẽ thường tình. Đó là cho đi một cách nhưng không. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Các môn đệ cần cho đi một cách nhưng không, vì các ông đã lãnh nhận nhưng không những ơn lành từ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cho các ông có khả năng chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Điều Chúa Giêsu muốn các môn đệ khắc ghi trong tâm khảm là mọi sự các ông có hoàn toàn là ân huệ của Thiên Chúa, chứ không phải do công sức của các ông. Vì thế, khi đến với người khác, các ông cần có một tâm thế khiêm hạ của người trung chuyển ân sủng của Thiên Chúa, chứ không phải của kẻ trên ban phát cho kẻ dưới. Là Kitô hữu, chúng ta cũng mang tâm thế như vậy. Thứ nhất, chúng ta cần nhận ra những điều mà Thiên Chúa đã ban nhưng không cho ta. Đó là sức khỏe, trí khôn, khả năng và quý giá hơn hết là đức tin. Thứ đến là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, để nhờ từ tâm tình ấy, chúng ta có thể đi đến với người khác, giúp đỡ họ bằng một con tim nồng nhiệt, trao tặng tình yêu và niềm tin với tâm niệm không mảy may mong muốn được đáp đền. Và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta thật sự cảm nghiệm được những hồng ân Chúa ban cho ta là nhưng không. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn vào chính mình đủ sâu, để chúng con có thể nhận ra những ân huệ Chúa ban. Xin cho chúng con biết nhìn vào người khác đủ lâu, để thấy những nỗi khó khăn và bất hạnh nơi họ, hầu có thể giúp họ xoa dịu nỗi đau bằng tình yêu
và lòng bao dung chia sẻ. Amen. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh chị em, để tất cả những gì anh chị em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự anh chị em hãy làm vì danh Chúa Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa.